Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache Tomcat để các bạn có thể giả lập một cái server localhost để các bạn deploy các ứng dụng web của mình lên cái server này. Thì đầu tiên các bạn cho Google, rồi các bạn có Apache Tomcat. Rồi đây là các bạn nick vô cái trang Apache Tomcat .org để các bạn download Tomcat. Rồi hiện nay cái phiên bản Tomcat mới nhất là Tomcat 9, các bạn nick vô Tomcat 9. Rồi tiếp theo thì các bạn đi xuống dưới, tôi sẽ đi chọn cái phiên bản cho hệ điều hành Windows của tôi. Rồi nếu mà các bạn nào cái hệ điều hành Windows thì có thể chọn cái file tab.gzip, tôi sẽ nick cho cái file Windows để mà download. Rồi như vậy là quá trình download đã xong, thì tôi sẽ đi mở cái folder mà chứa nó ra. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ double nick lên cái file này để cài đặt. Rồi tiếp theo thì các bạn chọn Z. Rồi ở đây thì nó welcome, mà nếu welcome thì các bạn chọn Next. Rồi tiếp theo thì các bạn nó yêu cầu là các bạn phải đồng ý với các điều kiện của thằng Apache Tomcat, các bạn chọn Agree. Tiếp theo ở cái mục Choose Component thì các bạn chọn Full để các bạn cài đặt full các chức năng của thằng Apache Tomcat. Tiếp theo các bạn chọn Next với cái màn hình Configuration. Đây thì nó sẽ ập các bot mặc định của thằng Tomcat, như là bot đối server, rồi bot connector, vân vân. Rồi nó có cái Windows Service Name là Tomcat 9. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể set đặt username và password cho cái server này. Ví dụ như mình set đặt username admin và password là 123456 chẳng hạn. Tiếp theo thì ở đây thì nó cài đặt cái đường dẫn trỏ từ server tới cái file GDE. Mình chọn Next. Tiếp theo thì mình sẽ chọn ra cái folder để mà mình giải nén cài đặt cái Apache Tomcat, thì mình sẽ dỗ C, mình cho My Software, rồi mình tạo ra một cái folder này Apache. Rồi mình sẽ quay lại và mình chọn tới cái route đến cái folder mà mình vừa tạo ra là folder Apache, để mình cài đặt Apache Tomcat tại folder này. Rồi chọn OK. Rồi theo thì mình chọn Install. Rồi ở đây thì các bạn tiếp theo thì các bạn tích cho cái run Apache Tomcat và các bạn bỏ tích cho cái thằng show readme, rồi các bạn chọn finish. Rồi tiếp theo thì các bạn vô trình duyệt để gõ http 2.// localhost rồi 2.8080, rồi nhấn enter. Đó, cái giao diện của thằng Apache Tomcat nó hiện thị lên như vậy, thì tất cả là các bạn đã cài đặt được Apache Tomcat thành công. Rồi các bạn nick cho cái biểu tượng show hidden file thì các bạn xem thấy cái biểu tượng Apache Tomcat 9. Theo thì mình nick cho cái menu tab và mình nick cho setting. Rồi mình sẽ đi nhập cái từ khóa là service để mà mình xem các service đang chạy trong cái đầu. Đó, các bạn chọn vào view local service. Đó thì các bạn thấy nếu mà thấy cái Apache Tomcat 9 này nó đang ở trạng thái running, tức là nó đã chạy rồi. Và cái Apache Tomcat này chạy như một service ở trong Windows. Thì tiếp theo thì mình nick đen và mình tọt nó đi. Sau đó thì mình sẽ đi cấu hình nó ở để mà sử dụng trong init. Để mỗi lần init mà chẳng hạn như mình cần deploy một cái ứng dụng web nào đó thì mình sẽ kích hoạt để cho nó tự tạt cái Apache Tomcat với init này, và mình phải setting nó chạy trong cái service của thằng Windows. Rồi tiếp theo thì mình sẽ refresh lại cái trình duyệt rồi. Đó, nó hiện nay là không thể kết nối vì mình vừa mới
top cái Tomcat Civic đi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thằng Tomcat để sử dụng trong thằng Anit. Thì mình sẽ mở Anit lên. Tiếp theo thì mình chọn Long. Rồi mình sẽ tắt cái màn hình giao khăm đi. Rồi đây là cái giao diện chính của Edit. Thì ở cái mục này thì các bạn click vô cái tab là Server. Rồi mình sẽ click vô cái link này để tạo cái server cho cấu hình kết nối tới Tomcat. Rồi tiếp theo thì ở chỗ này thì mình sẽ chọn vô cái Apache. Rồi các bạn sẽ kéo xuống dưới và các bạn chọn Apache Tomcat 9, cái Tomcat 9 này. Rồi tiếp theo thì các bạn nick net. Rồi ở cái chỗ này thì các bạn đặt tên cho cái server của mình. Ví dụ mình đặt tên là Apache Tomcat 9 đi. Rồi ở cái chỗ Tomcat Installation Directory thì các bạn chọn tới cái folder mà các bạn cài đặt Apache Tomcat. Và bữa trước thì mình cài đặt ở cái folder này My Software rồi Apache như vậy. Thì mình sẽ lựa chọn được cái folder này. Rồi cái mục Workbench Default JDE thì mình để mặc định luôn và mình nhấn Next. Rồi mình nhấn Finish. Rồi nó đã load được cái server Apache Tomcat như vậy và nó đang ở trạng thái topic. Và thì mình sẽ tạt nó lên chẳng hạn. Mình chọn tạt để cho nó khởi động cái Apache Tomcat này. Rồi nếu mà nó hiện thị lên cái này thì các bạn tích cho Allow Asset. Rồi nó đã báo là nó đã tắt, tức là nó đã tắt được thành công như vậy. Rồi các bạn có thể vô console để xem. Đó, nó đã báo là server đã tắt trong 6287 mili giây như vậy. Rồi. Nếu mà các bạn refresh lại cái trình duyệt, nếu mà có localhost duyệt 8080 thì nó hiện ra là HTTP status lỗi 404 nó fail. Bởi vì mình chưa có cái ứng dụng nào mình deploy vào cái server này nên là nó hiển thị lên cái lỗi như vậy. Rồi thì buổi nay thì mình xin tạm dừng cái video ở đây. Ngoài ra thì tôi còn hướng dẫn cài đặt CDK, rồi cài đặt Anit và cài đặt Apache Tomcat ở trên cái hệ điều hành Ubuntu. Nếu mà các bạn nào mà muốn xem hướng dẫn cài đặt trên Ubuntu thì có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Các bạn có thể do kênh YouTube của tôi, các bạn lên cái ô tìm kiếm và các bạn có mẫn ngố chẳng hạn. Đó, thì đây là cái kênh YouTube của tôi. Thì trong kênh YouTube này các bạn click vào một danh sách khác. Thì ở đây tôi có một cái tutorial hướng dẫn về lập trình Java trên Ubuntu. Đó, tôi ở đây tôi hướng dẫn các bạn cài đặt có một cái video hướng dẫn cài đặt JDK trên Ubuntu này. Rồi hướng dẫn cài đặt Anit, rồi hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat ở trên Ubuntu. Nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu ở đây. Thì Ubuntu là hệ điều hành của Linux. Các bạn nên nếu mà rảnh rỗi thì nên tìm hiểu thêm về cái hệ điều hành Ubuntu này. Ví dụ như sau này các bạn có thể đi làm, nếu mà đi có nhu cầu tuyển dụng về người biết sử dụng Ubuntu thì các bạn có thể ứng tuyển vào và cái mức lương họ trả này cao hơn. Thì việc cài đặt Ubuntu này thì cái hệ điều hành Ubuntu này thì nó miễn phí và việc cài đặt nó cũng dễ dàng. Các bạn có thể lên Google và search Ubuntu. Đó, đây là cái click vào link thì các bạn sẽ được sử dụng được cái trang Ubuntu này. Rồi ở đây thì nó có cái menu là download thì các bạn click vô. Thì nó có các phiên bản Ubuntu như là Ubuntu Desktop, rồi Ubuntu Server dành cho máy chủ chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể cài đặt cái Ubuntu Desktop này về để cài đặt và sử dụng. Thì như dự án của tôi đang làm thì cũng đang sử dụng máy sử dụng hệ điều hành Ubuntu. Vì cái ứng dụng của tôi thì người ta đặt deploy ở trên một cái server là server CentOS của hãng Linux. Thì để tương tác được với cái server CentOS của hãng Linux thì phải cài đặt cái hệ điều hành Ubuntu này thì mới dễ dàng tương tác được. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Và buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ứng dụng Java web đơn giản để deploy lên cái server Tomcat.